Thưa quý vị, chương trình hôm nay đang tiếp tục cập nhật đến quý vị những tin tức nóng bỏng nhất đang được dư luận đặc biệt quan tâm. Và trước tiên là những tin đáng chú ý sẽ có trong chương trình ngày hôm nay. Kính thưa quý vị khán giả, các chuyên gia quốc tế mới đây đã cảnh báo về tình trạng sóng nhiệt ghi nhận ở nhiều nơi tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Cục khí tượng Ấn Độ cho biết nhiệt độ những ngày qua đang dao động trong khoảng 40-41 độ C. Nhiệt độ phổ biến ở mức 40-41 độ C trên khắp Tây Bắc Ấn Độ. Một số thành phố thậm chí đạt 43-44 độ C, có khả năng là khi vùng nhiễu động phía Tây này di chuyển ra xa về phía Đông, có thể sẽ có mưa dông. Sau đó nhiệt độ lại tăng lên và các đợt nắng nóng có khả năng xảy ra từ tuần tới. Nhiệt độ cao ảnh hưởng không nhỏ tới sinh hoạt của người dân Ấn Độ. Thời tiết nóng nực quá, không khí ngột ngạt, giữa trưa nhiệt độ cứ trên 40 độ, việc ra khỏi nhà trở nên khó khăn đến mức chúng tôi thậm chí không thể làm các công việc hàng ngày. Anh Rohit Saini, một người dân Ấn Độ cho biết, cơ quan môi trường quốc gia Singapore đã ghi nhận nhiệt độ cao nhất trong 40 năm qua là 37 độ C và cảnh báo tình trạng thời tiết khô nóng này sẽ còn tiếp diễn. Trong khi đó, Philippines đã ghi nhận nền nhiệt đạt mức nguy hiểm với sự kết hợp giữa nhiệt độ nằm trong khoảng 42 độ C và độ ẩm cao. Thủ đô Vientiane của Lào cũng phá kỷ lục mọi thời đại vào cuối tuần qua với nhiệt độ 42,5 độ C. Thái Lan trải qua ngày có nhiệt độ nóng nhất từng được ghi nhận ở thủ đô Bangkok lên tới 41 độ C vào cuối tuần trước. Việt Nam cũng đã báo cáo nhiệt độ cao nhất từ trước đến nay là 44,2 độ C vào đầu tháng 5. Ngay cả tại Trung Quốc, nhiều thành phố lớn đã đưa ra những cảnh báo nắng nóng. Đầu tuần này, nhiệt độ ở Bắc Kinh là 36 độ. Tỉnh Vân Nam vốn nổi tiếng với thời tiết dễ chịu thì gần đây cũng có nhiệt độ cao hơn 40 độ, có cảm giác thời tiết nóng nhanh hơn so với các năm trước. Chị Ma Juan, một người dân Trung Quốc cho biết những năm trước tôi đưa con ra ngoài vào thời điểm này, nhìn chung không quá nóng, nhưng năm nay bước ra ngoài thì có cảm giác ngột ngạt, đổ mồ hôi rất nhanh. Ban đầu trời khá mát mẻ, sau đó có cảm giác như thời tiết đột ngột, nóng bức, dường như không có giai đoạn chuyển tiếp. Các cơ quan khí tượng đánh giá, xét theo nhiều tiêu chí, châu Á vừa trải qua thời điểm nóng nhất trong lịch sử được ghi nhận. Còn trên phạm vi toàn cầu, 8 năm qua là 8 năm nóng nhất kể từ khi bắt đầu thu thập các dữ liệu quan trắc. Với cảnh báo của các nhà khoa học, năm 2023 có thể đánh dấu thêm một năm nữa, nhiệt độ thời tiết châu Á ở mức cao, nguy hiểm. Mô hình thời tiết cực đoan gia tăng do tích tụ hiệu ứng nhà kính trong khí quyển. Đáng lo ngại hơn, các đợt nắng nóng kỷ lục được cảnh báo sẽ có khả năng xảy ra nhiều hơn gấp 30 lần so với trước đây. Để đối phó với thời tiết nắng nóng đang diễn ra, một số nước trong khu vực đã nhanh chóng đưa ra nhiều biện pháp để đảm bảo an toàn sức khỏe, đồng thời giảm chi phí sinh hoạt cho người dân. Thái Lan đã kêu gọi người dân tiết kiệm nước. Ngoài ra, nước xuất khẩu gạo lớn thứ hai thế giới này đã yêu cầu nông dân chỉ trồng một vụ trong năm nay thay vì hai vụ như thường lệ. Do El Nino có khả năng làm giảm lượng mưa, nắng nóng cũng khiến hóa đơn tiền điện tăng cao. Do đó, chính phủ Thái Lan đã giảm giá điện từ ngày 1 tháng 5, đồng thời thông qua kế hoạch trợ cấp chi phí điện cho khoảng 23 triệu hộ gia đình trong 4 tháng tới. Trước dự báo về hiện tượng El Nino, chính phủ Indonesia đã khuyến khích nông dân và các công ty đồn điền đề phòng hỏa hoạn ở Sumatra và Kalimantan. Các biện pháp đốt nương làm rẫy để khai phá đất đai, canh tác sẽ bị cấm trong điều kiện thời tiết khô hạn hơn của năm nay. Còn tại Ấn Độ, Bộ Lao động nước này yêu cầu phải đảm bảo an toàn cho người lao động, đặc biệt là những người lao động ngoài trời và thợ mỏ trong điều kiện nắng nóng gay gắt. Một số bang của Ấn Độ cho phép đóng cửa trường học trước 13 giờ. Các cơ quan nhà nước chỉ hoạt động trong khoảng từ 7 giờ sáng đến 13 giờ. Người dân được khuyến nghị ở trong nhà từ 11 giờ đến 15 giờ. Những biện pháp đối phó với nắng nóng mà chúng ta vừa đề cập chỉ mang tính chất cấp bách tạm thời, bởi thời tiết cực đoan chính là bằng chứng rõ ràng nhất về tác động của biến đổi khí hậu do con người gây ra đối với hành tinh của chúng ta. Chừng nào khí thải gây hiệu ứng nhà kính vẫn chưa được hạn chế, nhiệt độ toàn cầu sẽ vẫn tiếp tục tăng, các hình thái thời tiết cực đoan sẽ diễn ra thường xuyên và nghiêm trọng hơn. Tổ chức Khí tượng Thế giới hôm qua cảnh báo hiện tượng El Nino nóng lên dự kiến sẽ gia tăng trong những tháng tới và điều này kết hợp với biến đổi khí hậu do con người gây ra sẽ đẩy nhiệt độ toàn cầu lên một mức chưa từng có trong giai đoạn từ năm 2023 đến năm 2027. Ông Leon Hermansen, tác giả báo cáo của Khí tượng Thế giới cho biết những gì chúng tôi dự đoán là El Nino trong mùa đông sắp tới và có thể là một hoặc nhiều mùa đông tiếp theo khi cộng thêm khí nhà kính và sự nóng lên do nó gây ra, khả năng cao sẽ tạo nên một năm nóng kỷ lục.
Một nghiên cứu gần đây cũng cho thấy sự kết hợp giữa nhiệt độ và độ ẩm cao tại những nơi như Ấn Độ đang đẩy con người vượt qua một ngưỡng nguy hiểm gọi là giới hạn bầu ướt. Khi đó, cơ thể không thể tự điều hòa thân nhiệt bằng mồ hôi được nữa, dẫn đến nhiều hệ lụy, biến đổi khí hậu cũng khiến thời tiết khó dự đoán hơn. Tháng vừa qua, Tây Ban Nha phải đối phó với đợt hạn hán có lẽ là tồi tệ nhất trong một thế kỷ, trong khi một sông băng lớn ở Greenland, khu vực Bắc Cực, đang tan chảy nhanh hơn nhiều so với dự đoán. Ông Petteri Talat, Tổng thư ký Tổ chức Khí tượng Thế giới cho biết, sự thay đổi đáng kể nhất mà chúng tôi lo ngại sẽ xảy ra là ở Bắc Cực. Điều đó chứng kiến sự nóng lên toàn cầu đang diễn ra nhanh hơn gấp đôi. Trong 5 năm tới, ước tính nhiệt độ ở Bắc Cực sẽ cao gấp 3 lần mức trung bình toàn cầu. Vì vậy, chúng ta sẽ thấy nhiều tác động mạnh mẽ ở đó. Mỗi phần nhỏ của 1,5 độ C nóng lên toàn cầu, những tác động sẽ càng tồi tệ hơn. Nhưng các nhà khoa học cho rằng con người vẫn còn thời gian để giảm sự nóng lên toàn cầu bằng việc từ bỏ nhiên liệu hóa thạch để hướng tới năng lượng sạch. Lãnh đạo các quốc gia dự kiến sẽ nhóm họp tại Hội nghị Thượng đỉnh về khí hậu COP28 của Liên Hợp Quốc ở Dubai, các tiểu vương quốc Ả Rập vào cuối năm nay. Ở đó, họ sẽ thực hiện kiểm kê toàn cầu, đánh giá về tiến độ công việc đang làm với các mục tiêu đã thỏa thuận trong thỏa thuận khí hậu Paris. Theo NASA, việc hạn chế sự nóng lên ở mức dưới 1,5 độ C có thể giúp giảm khoảng 420 triệu người phải tiếp xúc với sóng nhiệt cực đoan. Kính thưa quý vị, chiều nay ở khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên đã có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có mưa to, lượng mưa tính từ 13 giờ đến 15 giờ ngày hôm nay có nơi trên 40mm như thị trấn Tân Sơn, Ninh Thuận 49,8mm, Lâm Sơn, Ninh Thuận 47,8mm, Đạ Long, Lâm Đồng 40,4mm. Dự báo mưa dông diện rộng và mưa lớn cục bộ, lốc sét, mưa đá, gió giật mạnh. Dự báo chiều tối và đêm nay ở khu vực Bắc Bộ, khu vực Bắc và Trung Bộ, mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 10 đến 30mm, có nơi trên 60mm. Từ chiều tối ngày hôm nay đến ngày mai, ở khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông. Cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 20 đến 40mm, có nơi trên 70mm. Thời gian mưa dông tập trung vào chiều và tối. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa vừa, mưa to, cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc sét, mưa đá cấp 1. Mưa dông và cảnh báo lốc xoáy, gió giật mạnh trên biển. Trong đêm nay và ngày mai, ở vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau đến Kiên Giang, Vịnh Thái Lan, khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa có mưa rào và dông mạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8. Theo dự báo thời tiết ngày mai, mưa dông tiếp tục xuất hiện tại nhiều tỉnh thành trên cả nước, nhiều nơi mưa to trên 70mm, nắng nóng thu hẹp lại, nhiệt độ cao nhất chỉ ở mức độ 35 độ. Chi tiết thời tiết ngày mai thế nào? Theo dự báo thời tiết của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, nằm ở rìa phía Bắc dạnh áp thấp có trục Tây Bắc Đông Nam mới hình thành cùng với đới gió Đông Nam phát triển từ mặt đất trên độ cao 1.500 m đẩy ẩm từ biển vào. Thời tiết ngày mai Bắc Bộ vẫn xuất hiện những cơn mưa, mưa rào và dông. Vùng mưa tập trung nhiều tại các tỉnh như Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Hòa Bình. Lượng mưa dao động từ 20 đến 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm. Theo dự báo thời tiết ngày mai, trưa chiều khu vực này vẫn có nắng. Nhiệt độ cao nhất trong ngày tại các tỉnh, thành phố thuộc Đông Bắc Bộ trong khoảng từ 31 đến 34 độ. Với các tỉnh thuộc phía Tây Bắc Bộ, không còn ảnh hưởng của thấp nóng nên nhiệt độ còn từ 31 đến 34 độ. Có nơi trên 34 độ, nắng nóng chỉ còn xảy ra cục bộ. Dự báo thời tiết ngày mai của cơ quan khí tượng dự báo khu vực miền Trung, vùng nắng nóng thu hẹp lại, nhiệt độ cao nhất ở mức 32 đến 35 độ. Nắng nóng chỉ còn xảy ra ở các khu vực vùng núi của các tỉnh từ Quảng Bình trở vào Thừa Thiên Huế. Từ Đà Nẵng trở vào đến Quảng Ngãi vẫn xảy ra nắng nóng nhưng mức nhiệt không còn cao. Chiều tối mai khu vực này có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, kết thúc đợt nắng nóng kéo dài. Với khu vực phía Nam, dự báo thời tiết ngày mai cho biết, gió mùa Tây Nam đang tăng cấp dần nên lượng mưa ở Tây Nguyên và Nam Bộ cũng tăng theo. Cục bộ có mưa vừa, mưa to, cảnh báo trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Thời tiết Hà Nội ngày mai. Theo dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai, thời tiết Hà Nội có mây, đêm có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34 độ.
dự báo thời tiết ngày mai tại các khu vực trên cả nước. Thời tiết phía Tây Bắc có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, ngày nắng, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Thời tiết phía Đông Bắc Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, ngày nắng. Gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, vùng núi từ 22 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ. Thời tiết từ Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế, có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, riêng tối nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Thời tiết từ Đà Nẵng, Bình Thuận có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng, phía Bắc có nơi nắng nóng, riêng tối nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Thời tiết khu vực Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Tối nay và chiều mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ, có nơi trên 31 độ. Thời tiết khu vực Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Tối nay và chiều mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Trên đây là những thông tin tổng hợp chi tiết những nội dung nổi bật trong ngày của tin mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi tới cuối video này. Mọi ý kiến đóng góp quý vị hãy để lại trong phần bình luận phía dưới để đội ngũ của chúng tôi có thể kịp thời hồi đáp. Kính chào quý vị và hẹn gặp lại!